Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Việc City Group thông báo sa thải 20.000 lao động mới đây cho thấy ngay cả ngành tài chính ngân hàng vốn nổi tiếng thưởng nhiều cũng không tránh khỏi tai họa. Báo cáo của Gusto cho thấy thưởng Tết tại Mỹ cuối năm 2023 thấp hơn 21% so với năm trước đó, chỉ bình quân vào khoảng 2.145 đô la. Sự sụt giảm này diễn ra trên toàn ngành, từ mức giảm 3,8% của công nghệ cho đến giảm 36% của mảng du lịch và vận tải. Tệ hơn, 16 trong số 22 ngành mà Gusto theo dõi có sự suy giảm tỷ lệ lao động được nhận thưởng Tết, chủ yếu là mảng nghệ thuật giải trí. Nếu so sánh với năm 2021, số lao động được nhận thưởng Tết cuối năm 2023 ít hơn 6,9%. Số liệu từ Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Louis cho thấy, lượng tuyển dụng lao động ở Mỹ không còn được như trước đây do lạm phát và chi phí tăng cao. Đặc biệt, việc các công ty tung lượng lớn lương thưởng để tuyển dụng nhân viên trong 2 năm trước đó đã ảnh hưởng đến dòng tiền. Hậu quả là khi kết quả kinh doanh không như ý, các cổ đông bắt đầu gây sức ép tái cơ cấu lại chi phí nhân lực. Việc có ít tuyển dụng khiến lượng nhân viên tự xin nghỉ tại Mỹ trong tháng 11 năm 2023 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Nguyên nhân chính là lao động lo sợ khó tìm được công việc khác trong bối cảnh thị trường khó khăn. Chính điều này đã khiến các ông chủ Mỹ trở nên khó tính hơn trong việc lựa chọn có thưởng Tết cuối năm cho nhân viên hay không. Trong một khảo sát khác của Challenger Great and Christmas, khoảng 34% số doanh nghiệp không muốn thưởng Tết cuối năm 2023, cao hơn nhiều so với 27% cùng kỳ năm trước. Trở lại với báo cáo của Gusto, lao động ngành tài chính là những người nhận nhiều thưởng Tết nhất, với bình quân 13.255 đô la. Dẫu vậy, con số này vẫn giảm 12% so với 15.000 đô la năm 2022 và 2021. Trong năm 2024, dự báo của Johnson Associates cho thấy lao động ngành tài chính ngân hàng sẽ gặp khó khăn hơn nữa khi tình hình kinh doanh suy giảm khiến nhiều công ty sa thải nhân viên hoặc cắt thưởng. Mới đây nhất, Citigroup đã thông báo sẽ sa thải 20.000 lao động trong vòng 2 năm tới nhằm tái cấu trúc lại chi phí hoạt động. Trong khi đó, giám đốc tài chính James Von Moltke của Deutsche Bank thì nói thẳng, tình hình thị trường khó khăn sẽ làm suy giảm lương thưởng của người lao động. Thưởng Tết trong ngành công nghệ từng hấp dẫn trong vài năm trở lại đây cũng không tránh khỏi tai họa. Mức thưởng bình quân của ngành đã giảm 672 đô la so với thời đỉnh cao năm 2021. Số liệu của hãng Challenger Gray and Christmas cho thấy doanh nghiệp công nghệ trong 2 năm qua đã sa thải hơn 265.000 lao động nhằm tái cấu trúc chi phí nhân lực. Làn sóng sa thải ngành công nghệ được cho là sẽ tiếp tục trong năm 2024 khi hàng loạt các hãng như Alphabet của Google, Amazon đều có kế hoạch đuổi việc hàng loạt ngay đầu năm. Năm 2023, thế giới trải qua cơn sốt lạm phát và khó khăn kinh tế, túi tiền của hàng triệu người dân bị co hẹp. Thưởng cuối năm, thưởng Tết đem lại niềm háo hức và hy vọng của người lao động toàn cầu. Ngoài tiền, thưởng Tết còn là thêm chế độ nghỉ, các hình thức hỗ trợ hay các loại quà tặng bằng hiện vật khác. Tuy nhiên, năm 2023 đã chứng kiến các khoản thưởng cuối năm sụt giảm mạnh tại nhiều nước. 1/3 số công ty tại Mỹ đã quyết định không thưởng dịp Tết vào cuối năm 2023. Khoản thưởng cuối năm này được rất nhiều nước trên thế giới hiện nay áp dụng, mặc dù dưới nhiều tên gọi khác nhau. Ở châu Âu, Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan và rất nhiều nước EU khác gọi là thưởng cuối năm và Giáng sinh. Khu vực Bắc Mỹ và các nước Mỹ Latin như Chile, Brazil, Venezuela, người lao động cũng được thưởng cuối năm. Còn ở châu Phi, người ta gọi là tháng lương thứ 13. Các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Singapore gọi là thưởng Tết. Mức thưởng Tết trung bình của thế giới sẽ dao động từ 5 đến 10% tổng tiền lương của cả năm của nhân viên, nhưng cũng không có giới hạn. Việc thưởng cuối năm có thể thay đổi để người lao động cảm nhận sự chăm sóc thực sự của công ty, qua đó duy trì động lực làm việc và sự gắn bó với doanh nghiệp một cách bền vững.
Ở Mỹ, các hình thức thưởng trong các dịp lễ Noel hay năm mới đã có tính đa dạng từ lâu và là một phần quan trọng trong truyền thống văn hóa của người dân. Việc này thể hiện tinh thần động viên, chia sẻ, trách nhiệm và tình yêu thương của tổ chức, doanh nghiệp hay cộng đồng dành cho nhau. Các công ty Mỹ thường thưởng Tết cho nhân viên trong dịp Giáng sinh hoặc lễ Noel. Hình thức thì có nhiều cách, đơn giản nhất là thưởng tiền mặt hay thẻ quà tặng. Tùy công ty mà mức thưởng khác nhau, có thể là tấm séc trị giá hàng ngàn đô, đôi khi chỉ là tấm thẻ quà tặng 20 hoặc 50 đô, bởi luật pháp Mỹ không bắt buộc việc thưởng Tết. Để gắn kết tri ân nhân viên, nhiều công ty thưởng bằng việc tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh hoặc các sự kiện vui chơi giải trí, tạo không khí lễ hội đông vui ấm áp cho mọi người. Một số doanh nghiệp còn dành tặng công nhân những món quà như đồ điện tử, hàng lưu niệm, thậm chí là tặng các chương trình ưu đãi giảm giá để nhân viên có thể đi mua sắm hay tận hưởng dịch vụ giải trí trong dịp lễ Tết. Ngoài các quà tặng vật chất, nhiều công ty còn thưởng Tết bằng hình thức khen ngợi, đánh giá công việc xuất sắc của nhân viên trong suốt một năm. Đó có thể là tiêu chí để họ được nâng lương hay có vị trí làm việc tốt hơn trong năm tới. Tại châu Á, nhiều quốc gia vẫn giữ truyền thống thưởng Tết cuối năm 2023 dưới nhiều dạng khác nhau. Ví dụ tại Singapore, trong năm vừa qua, nhiều người dân quốc đảo này rất hài lòng, không chỉ vì được hưởng các khoản tiền thưởng vào dịp cuối năm, quan trọng hơn họ còn được hưởng những chính sách khuyến khích mới, bền vững hơn. Trên thế giới đã xuất hiện một xu hướng thưởng mới để liên tục tăng động lực làm việc cho nhân viên, không cần đợi đến cuối năm mới thưởng. Hình thức này được gọi là micro reward, những khoản thưởng nhỏ mà nhân viên được nhận ngay lập tức mỗi khi đạt được một bước tiến quan trọng hoặc sau khi hỗ trợ đồng nghiệp. Những khoản thưởng nhỏ thậm chí không cần phải là tiền, mà có thể triển khai dạng điểm thưởng để nhân viên tích lại đổi thành quà. Nhân viên làm việc tốt, cảm thấy mình được đánh giá cao một cách thường xuyên sẽ tăng hiệu suất làm việc và gắn bó với tập thể, với công ty hơn. Ở Việt Nam, mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 là 5,68 tỷ đồng tại một doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Mức thưởng Tết cao năm nay tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo báo cáo của 62 trong số 63 tỉnh thành về tình hình tiền lương thưởng Tết 2024 cho thấy, về tiền lương năm 2023 tăng 3% so với năm ngoái, bình quân ước đạt 8,49 triệu đồng một tháng. Tiền lương cao nhất năm nay là 834 triệu đồng một tháng, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Đồng Nai. Trên 56% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,85 triệu đồng một người, tăng 49% so với năm trước. Trên 61% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết nguyên đán với mức thưởng bình quân là 6,85 triệu đồng một người, tương đương mức thưởng Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là hơn 376 triệu đồng một người, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc. Còn mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất là 5,68 tỷ đồng một người, thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Về tình hình lương thưởng Tết năm nay, ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, thời hạn để các địa phương gửi báo cáo lương thưởng Tết về Bộ để tổng hợp muộn nhất là ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, đến nay cơ quan này chưa nhận được đầy đủ báo cáo của 63 tỉnh, thành phố. Ông Hưng cho biết một số địa phương chậm báo cáo chủ yếu là các tỉnh, thành phố có nhiều doanh nghiệp với số đông lao động làm việc tại địa bàn. Ngoài ra, thông thường mọi năm Tết dương lịch và Tết âm lịch gần nhau nên các doanh nghiệp sẽ tập trung vào thưởng Tết âm lịch. Sớm thông tin cụ thể hơn, năm 2024 Tết dương lịch và Tết âm lịch cách nhau khá xa nên nhiều doanh nghiệp định hình tiền lương thưởng Tết âm lịch chưa được rõ ràng. Đây cũng là lý do địa phương chậm gửi báo cáo về Bộ, ông Hưng nói. Lãnh đạo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cho hay, dự kiến trong tháng 1 năm 2024, Bộ sẽ sớm công bố báo cáo toàn diện về tình hình tiền lương thưởng Tết cũng như tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội sau khi tổng hợp từ các địa phương. Tết năm ngoái, mức thưởng cao nhất dịp Tết âm lịch Quý Mão là hơn 1 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở thành phố Đà Nẵng. Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.